Tên hết. Chưa bán thì luộc luôn, ba chỉ luộc luôn bán thôi. Bê là phải có 10 độ. Nào, cười nào, cười to nào. Đấy, cười thật lên nào. Đẹp quá. Bao nhiêu tiền một chai nhỏ ấy? Chai này 100. Hạ giá đi. Hạ giá thì cái này 1 tiếng là anh diễn đi. Làm YouTube xin anh một đoạn nào. Lại đây, bắt đầu đây. Diễn cho em một bài, xin một bài. Cảm ơn anh ạ. Ôi, cay lắm, cay lắm. Mua gì đấy? Rồi, cảm ơn đi ạ. Bà Đỗ Thị Tức là bà có cái bảo tàng hai tại tỉnh Thái Nguyên. Sau đây gọi tắt là ngày hội của các ông bà có tên sau. Chủ tịch hội đồng. Hai, bà Trần Thị Huyền, Phó Cục trưởng Bộ Văn hóa Dân tộc. 4, ông Hoàng Đức Hậu, Nguyên Cục trưởng Bộ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ủy viên. 5, ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ủy viên. 7, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Bộ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc, ủy viên. Tổ thư ký hội đồng. 1, ông Trần Chí Công, chuyên viên Bộ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 2, bà Hoàng trách nhiệm nội dung của văn hóa nghệ thuật, tổ chức thực hiện và quy chế làm việc của hội đồng được phân công. Thư ký có trách nhiệm giúp việc cho các thành viên hội đồng. Điều 3, kinh phí hoạt động của hội đồng nghệ thuật được trích từ kinh phí tổ chức ngày hội theo dự toán được phê duyệt. Điều 4, quyết định này có hiệu lực. Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Bí Thư, Bộ trưởng, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký. Do Hạnh Phúc, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Thể thao số 1326 quyết định về việc thành lập ban tổ chức và ban trọng tài điều hành các giải thi đấu thể thao trong chương trình ngày hội văn hóa thể thao và du lịch tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao căn cứ quyết định số 21 2018 ngày 7 tháng 5 căn cứ quyết định số 324 ngày 2 tháng 3 năm 2023 trong ngày hội văn hóa dân tộc giao lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trước và ban trọng tài có nhiệm vụ tổ chức điều hành thi đấu các môn thể thao theo đúng luật quan và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh đã ký. Văn hóa thể thao và du lịch trong khuôn khổ ngày hội văn hóa dân tộc giao toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Bộ Văn hóa Dân tộc, Phó trưởng ban tổ chức. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức ngày hội. 5. Bà Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Xin trân trọng kính mời ông bà. Ra rồi. Xếp hàng 1 đến 20 kìa. 6 đến 10, 11 đến 15. Không được. Vâng, các bác di chuyển vào trong cái khu trong kia để thay quần áo. Xong mà. Xong mà. Mấy cái chị xinh đẹp mà. Đứng đi cả đoàn đứng. Nam Hương đứng vào đi. Hai ông bà áo đấy đi vào đi. Tránh mặt rồi. Từ từ nhá, chịu nắng một tí. Đứng vào mà chụp ảnh. Ok, từ từ, từ từ. Anh đổi nhá. Vâng, mới 5 giờ anh, 3 giờ có mặt rồi ạ. Vâng. Thế nhé. Vâng, vâng, ok. Bây giờ một kiểu nhất tỉnh rồi. Nhìn bà nhìn vào đây vậy, sao nhau ấy. Từ đây. Cái nhìn chỗ khác, nhìn thẳng đấy là như thế.